Dạ vâng, xin chào quý cô chú, anh chị đã quay lại kênh của em Thấy Bất Động Sản nhé. Hiện tại là em Thấy đang đứng gần khu đô thị Vĩnh Điểm Trung nha quý cô chú anh chị. Đang trên đường đi làm nhưng mà thấy hôm nay là Giáng sinh. Nhân dịp Giáng sinh thì em cũng thấy xin cũng chúc quý cô chú anh chị một mùa Giáng sinh ấm áp, an lành và thật là vui vẻ bên người thân ạ. Đang đi làm nhưng mà thấy hôm nay thời tiết rất là đẹp nên là em thấy sẽ review cái đoạn đường nút giao thông Ngọc Hội đi qua phía bên đại lộ của Võ Nguyên Giáp cho quý cô chú anh chị cùng xem. Tại vì cái nút giao thông này đã thông xe lâu rồi nhưng mà hôm bữa giờ đi làm nhưng mà chưa có dịp review nên là hôm nay là em thấy sẽ review cho quý cô chú anh chị cùng xem nhé. Đó là cái con đường đi vô khu đô thị Vĩnh Điểm Trung nha quý cô chú anh chị. Còn đi lên này là đi lên phía bến xe phía Nam. Đó, đi lên cầu Dứa, đi lên bến xe phía Nam. Bây giờ là em thấy sẽ review cho quý cô chú anh chị cùng xem nhé. Nút giao thông này thì chưa có hoàn thành xong nha quý cô chú anh chị. Thì chỉ thông xe một bên này thôi, một bên làn xe bên này đi qua bên phía đại lộ Võ Nguyên Giáp. Nút giao thông này hình thành thì giải phóng bớt cái vấn đề kẹt xe nha quý cô chú anh chị, đi lại cũng thuận tiện hơn. Đó, nhìn trên cao này phía bên đây là đang làm nha quý cô chú anh chị, phía đó đang làm, mai mốt là sẽ thông phía bên hướng bên này. Hôm nay Giáng sinh mà khí hậu nắng rất là đẹp, hơi se lạnh thôi. Một làn xe bên này rất là đông nha quý cô chú anh chị. Phía bên này là đường ray xe lửa. Phía bên tay phải là khu đô thị Mỹ Gia nha quý cô chú anh chị. Khu đô thị Mỹ Gia, phía bên này có gói 5, 6, 7, 8. Gần đây nhất là gói 5, phía trên là gói 6. Phía bên trên kia là gói 7, 8. Bên này là sông Tắc nha quý cô chú anh chị. Sông Tắc. Còn phía dưới này thì chắc quý cô chú anh chị cũng biết rồi, dưới này là khu đô thị Hà Quang. Chính xác là Hà Quang 1. Nhà ở rất là đông rồi, xem xét nhau rồi. Phía bên gói 5 này nhà ở cũng rất là nhiều nha quý cô chú chị. Căn nhà rất là đẹp, thiết kế rất là đẹp, xung quanh tổng thể đây. Bên Hà Quang thì ở đông hơn, tại vì Hà Quang, khu đô thị Hà Quang thì hình thành trước. Quá tuyệt luôn. Những chiếc xe ở phía trước là những anh chị em công nhân viên đi làm, thiết kế rất là đẹp. Phía đằng xa xa cái tòa nhà ở trước mặt là các cái CT của VCN Phước Hải nha quý cô chú anh chị. Gần đây nhất là CT3 trước mặt, xong gần đó là CT2 dưới CT1, đằng sau CT3 một xe không một tí là CT4. Gói 1, 2, 3, 4 khu đô thị Mỹ Gia ở phía trước đằng xa kìa nha quý cô chú anh chị. Gần đi thẳng qua thì là đường Võ Văn Kiệt nối qua cầu Bình Tân, còn đi xuống là đường Tố Hữu, còn đi lên qua cái cầu Quán Trường này đi lên là đại lộ Võ Nguyên Giáp nha quý cô chú anh chị. Dạ vâng, thì hiện tại thì giao thông xe cộ đi lại rất là đông nha quý cô chú anh chị. Dạ vâng, nên là em thấy xin phép dừng video tại đây. Tại vì đi qua đường nó hơi nguy hiểm một tí nên là em Tý sẽ dừng video tại đây để qua xe cho nó an toàn. Dạ vâng, em Tý xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã dành tí thời gian xem hết video của em Tý ạ.
Nếu quý cô chú anh chị thấy video này hay và thú vị thì đừng quên nhấn nút like, comment, share và đăng ký kênh ủng hộ em Thúy nhé. Em Thúy xin cảm ơn quý cô chú chị rất nhiều ạ. Bye bye.